giảm giá lên tới 50% các đầu sách duy nhất trong ngày 4 tháng 4. Đừng quên truy cập nhà sách Spyroom trên Shopee nha. Hey, chào cả nhà, lại là mình Isa đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại với Spyroom. Và hôm nay là bài viết của tác giả Cycle, chia sẻ kinh nghiệm tham gia vào thị trường chứng khoán. Bắt đầu luôn nha. Một vài lưu ý, mình không phải chuyên gia. Mình cũng không quảng cáo cho bất kỳ sản phẩm hay một kênh YouTube nào. Cả bài đều là suy nghĩ cá nhân của mình, vì mình cũng chỉ là người mới trên thị trường chứng khoán. Vậy nên tất cả những gì trong bài đều là chia sẻ thật của mình qua trải nghiệm tham gia vào thị trường chứng khoán giai đoạn vừa rồi. Mình chỉ mong là giúp ích được cho các bạn tới sau, chứ không có ý định chỉ giáo cho cao thủ lâu năm đâu nha. Về bản thân, mình là một giảng viên đại học, khối ngành kỹ thuật. Trước khi về trường để giảng dạy thì mình có một khoảng thời gian làm việc cho một hãng tàu. Một vài thông tin cơ bản để mọi người có thể hình dung ra được là mình không có một chút background gì về tài chính hay là kinh tế. Và mình thực sự bắt đầu tham gia vào thị trường chứng khoán từ con số 0. Cơ duyên, thực ra thì mình cũng đã từng chơi chứng khoán trước đó một lần, cách đây khá lâu rồi. Mẹ mình là một người phụ nữ hiện đại và giỏi giang, và bà cũng là một thế hệ người Việt Nam đầu tiên chơi chứng khoán. Khi mình còn đi học năm 2 đại học thì mẹ mình đã động viên và hướng dẫn mình chơi chứng khoán với một số vốn nho nhỏ. Tuy nhiên thì vào lúc đó thì mình còn trẻ và ham chơi. Gia đình mình cũng khá giả nên cảm thấy số tiền kiếm được cũng không quá nhiều. Thế nên là mình đã bỏ cuộc chơi trong 2 tuần. Chắc là tất cả mọi người cũng đã biết, đại dịch Covid xảy ra cũng là lúc thị trường chứng khoán toàn thế giới đỏ lửa. Lúc đó, bản thân công việc của mình cũng bị ảnh hưởng, dù không quá nhiều bởi vì mình làm việc ở nhà. Ở chiều ngược lại thì mình có nhiều thời gian hơn, mình cũng chú ý đến những tin tức xung quanh hơn và thế là mình bắt đầu để ý đến thị trường chứng khoán. Với niềm tin rằng thị trường chứng khoán không thể giảm mãi được, mình quyết định lập một cái tài khoản và mang toàn bộ số tiền tiết kiệm bao nhiêu năm nay sẵn sàng cho một cuộc chiến. Nói là một cuộc chiến thế thôi chứ, lúc đầu mình khá cóng, khi đó khớp lệnh tối thiểu còn là lô 10. Nên những ngày đầu tiên, mình chỉ dám mua thử 50-100 cổ phần các loại. Mình cũng khuyên các bạn mới chơi nên thử như thế này. Hoặc các bạn có thể thử chơi chứng khoán ảo để hiểu rõ cách giao dịch, cách trả giá, T+3, ứng tiền. Có rất nhiều bạn sau này chơi chứng khoán, mua cổ phần xong không bán được. Mình hỏi thì hóa ra là còn chưa đến T+3. Sau khi những đầu tư nhỏ của mình sinh lời, dĩ nhiên là cũng nhỏ xíu thôi, mình mới đủ dũng cảm để giao dịch lớn hơn. Và phần còn lại thì mọi người chắc ai cũng biết, mua con gì thì cũng lời cả thôi. Chẳng phải mình giỏi giang gì, cái quan trọng là mình dám chịu rủi ro lúc thị trường đỏ lửa. Đến hôm nay, sau khoảng 7 tháng chơi chính thức thì mình đã lời được gần 300% vốn và chuẩn bị rời khỏi thị trường chứng khoán. Chia sẻ kinh nghiệm về sàn mà mình mở tài khoản, mình chọn sàn VPS. Nhắc lại là mình không quảng cáo cho bất cứ sản phẩm hay là YouTuber nào. Mình chỉ chia sẻ trải nghiệm của bản thân. Sau 7 tháng trải nghiệm thì mình cảm thấy khá là hài lòng với dịch vụ của VPS. Một lưu ý nho nhỏ cho các bạn là sàn VPS cho mở tài khoản online khá là dễ dàng. Và khi các bạn mở tài khoản thì hãy mở một tài khoản dùng được cả margin lẫn có thể chơi phái sinh. Mình không xúi các bạn sử dụng hai công cụ trên khi mà chưa hiểu nó là gì. Nhưng mà vì nó free nên là cứ mở để đó, chúng ta chả mất gì. Mình nói là mình lời được 300% trong vòng 7 tháng, tương đương với gần 600% trong một năm. Tuy nhiên thì các bạn cần lưu ý rằng lãi suất thực sự của thị trường chứng khoán thấp hơn như vậy rất nhiều. Lãi suất trung bình của một người chơi chỉ khoảng 12-20% một năm mà thôi. Mình có lãi suất như trên, một phần là vì may mắn, phần thứ hai là mình dám dùng margin, một hình thức mượn nợ. Các bạn cần có một cái nhìn đúng về lợi nhuận trên thị trường chứng khoán để có những quyết định hợp lý. Học chơi ở đâu? Mình đọc sách và internet. Dĩ nhiên là mình không đọc sách đầy đủ và mình cũng chỉ đọc một số kiến thức tuy căn bản nhưng mà quan trọng. Các bạn cần biết một số thông số về cổ phần mà các bạn chọn mua để hiểu được là mình đang mạo hiểm đến đâu hay là cổ phần của mình đang nắm có vị trí như thế nào. PE, ROA, free float, giá trị sổ sách và rất nhiều những chỉ số khác. Hiểu được bao nhiêu thì cứ hiểu, vì những chỉ số này khá là dễ hiểu. Đừng hiểu nhầm mình, hiểu dễ chứ không phải là dễ tính. Và mình cũng chỉ biết nhìn vậy thôi, không biết tính lắm đâu. Và ngoài ra thì mình còn học cách đọc chỉ số
qua hai channel của hai bạn Ngọc Nam Invest và Vũ Viết Anh. Vậy thì mình học được những gì? Kể ra thì cũng nhiều lắm. Kiến thức của mình về thị trường chứng khoán khá là lụm lặt, nó lộn xộn và không có hệ thống. Tuy nhiên thì dưới đây mình cũng sẽ nói những bài học lớn nhất mà mình học được. Thứ nhất, dòng tiền trong thời kỳ khủng hoảng. Đây là bài học đầu tiên mà mình học được và cũng là nguyên nhân chính mà mình chuẩn bị rời khỏi thị trường chứng khoán. Khi có một cuộc khủng hoảng diễn ra, việc đầu tiên là vàng sẽ tăng. Khủng hoảng càng trầm trọng thì giá vàng càng tăng, và giá vàng thì luôn luôn tỷ lệ nghịch với mức độ lạc quan của tình hình kinh tế. Giai đoạn tiếp theo, khi vàng đã tăng đến kịch trần thì cùng lúc đó các chính phủ sẽ dùng rất nhiều phương án khác nhau để bình ổn xã hội, ví dụ như là giảm lãi suất ngân hàng, thậm chí là phát hẳn tiền cho dân như là ở Mỹ làm. Và có một lưu ý lớn hơn, đó là khả năng tăng trưởng của thị trường chứng khoán tỷ lệ nghịch với lãi suất ngân hàng. Khi mà việc gửi tiết kiệm cả năm chỉ cho bạn 5%, thì bạn đành phải lấy tiền ra để làm một chuyến khác thôi. Và chính thị trường chứng khoán là một trong những chuyện khác đấy. Đây là những gì đã xảy ra. Vậy thì sau thị trường chứng khoán sẽ là gì? Với kiến thức mà mình đã lụm được, thì giai đoạn tiếp theo sẽ là mùa của bất động sản. Vậy nên, nguyên nhân mà mình rời khỏi thị trường chứng khoán là để mình đi mua đất. Các bạn cũng đừng có hiểu nhầm. Thị trường chứng khoán chưa có sụp đổ. Chỉ là mình mua đất vì đã đủ tiền. Mình sợ ở lại thì mình sẽ thua phần tiền mua đất, nên là mình rời đi thôi. Thứ hai, thứ mà các bạn cần phải đặt lên hàng đầu là sự hiểu biết về thị trường, chứ không phải là bất kỳ chỉ số nào. Cá mập, cá con hay là cá gì đi chăng nữa, kể cả có là thuyền hay là lái, thì lẽ dĩ nhiên chỉ có thể xuôi theo dòng. Việc hiểu nhiều về chứng khoán sẽ giúp bạn có điểm mua, điểm ra tốt, giúp các bạn có những thời điểm giao dịch tốt để tối ưu hóa lợi nhuận, giúp các bạn tự tin hơn. Nhưng mà nếu các bạn hiểu thị trường, biết là doanh nghiệp nào mạnh, yếu, thì các bạn hoàn toàn có thể đầu tư mà thậm chí không cần nhìn bảng mỗi ngày và vẫn có thể sinh lời hơn lãi ngân hàng. Do đó, kinh tế vĩ mô rất quan trọng vì thị trường chứng khoán phần nào sẽ phản ánh kinh tế của một đất nước. Ví dụ như là vào thời điểm hiện tại thì mình đánh giá là thị trường chứng khoán Việt Nam khá là khỏe mạnh. Ở chiều ngược lại thì mình không đánh giá cao thị trường Mỹ, dù là cả hai đều tăng một cách khủng khiếp trong giai đoạn vừa qua. Mỹ đang đối diện với rất nhiều vấn đề, và với 1.900 đô một người thì dân Mỹ họ có thêm tiền để đổ vô thị trường chứng khoán. Nhưng mà nếu thị trường chứng khoán không phản ánh đúng tình hình kinh tế của một đất nước, nó có thể sập bất cứ lúc nào. Ở chiều ngược lại, kinh tế của Việt Nam đang rất lành mạnh với những chống dịch thành công, hưởng lợi từ chiến tranh Mỹ-Trung. Kể cả khi chính quyền mới ngừng chiến thì cũng không thay đổi được gì nữa. Doanh nghiệp của họ có định hướng lâu dài, chứ không thể năm nay Việt Nam, năm sau Trung Quốc được. Thứ ba, có rất nhiều công cụ giúp bạn sinh lời khủng khiếp trên thị trường chứng khoán. Có thể kể đến như là chứng quyền, margin, phái sinh và cũng nhiều thứ khác nữa mà mình vẫn chưa khám phá ra. Mình thì đã thử tất cả và may mắn thay là nó đem lại cho mình những kết quả khả quan. Tuy nhiên thì cũng hãy cẩn thận với chúng. Đi kèm với sinh lời khủng khiếp thì cũng có thể là sinh lỗ kinh khủng khiếp. Mình tính là viết dài hơn, nhưng mà thôi, gõ bằng điện thoại nên là cũng hơi đuối. Và nếu các bạn quan tâm thì mình sẽ chia sẻ thêm một số thứ mà mình đã lụm lặt được nữa. Vẫn khuyên là các bạn hãy học hành bài bản trước khi bước vô chiến trường này. Một lần nữa, tất cả những gì mình viết đều là từ kinh nghiệm của chính bản thân mình. Mình không khẳng định, nên là nếu kiến thức của mình có chỗ nào sai thì các bạn góp ý giúp mình nha. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này và đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spadium.com. Mình là Isa. Xin chào và hẹn gặp lại.